Được thực hiện năm thứ 13 liên tiếp, báo cáo PCI 2017 dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.200 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh thành và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 21 tỉnh thành phố tại Việt Nam. Trên bảng xếp hạng PCI 2017, Quảng Ninh lần đầu tiên vươn lên vị trí dẫn đầu với điểm số 70,69 trên thang điểm 100. Đà Nẵng sau 4 năm liên tiếp xếp ở vị trí đầu bảng đã tụt xuống hạng 2 với 70,1 điểm. Các vị trí 3, 4, 5 lần lượt thuộc về Đồng Tháp với 68,8 điểm, Long An 66,7 điểm và Bến Tre 66,7 điểm. Hai đầu tàu kinh tế của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội lần lượt xếp ở vị trí thứ 8 và 13. Đứng cuối bảng là tỉnh Đắk Nông. Để làm được cái kết quả của năm 2017, chúng tôi tiếp tục đổi mới cải cách, đặc biệt là chúng tôi lấy tiếng nói của doanh nghiệp để đánh giá cái bộ chỉ số DDCI cấp sở ngành địa phương liên tục trong 3 năm qua. Và trong cái bộ chỉ số DDCI của các cái sở ngành và các địa phương của tỉnh thì có 8 cái nội dung. Thì cái nội dung thứ 8 là nội dung mà doanh nghiệp đánh giá cái vai trò của người đứng đầu các cái sở ngành địa phương và chủ tịch các cái địa phương. Và từ đó là có cái nhìn nó khác với trước đây tự mình đánh giá hoặc là cấp trên đánh giá cấp sở ngành. Ngoài ra, báo cáo PCI 2017 cũng cho thấy một tâm lý lạc quan của các doanh nghiệp về triển vọng kinh doanh. 52% doanh nghiệp dân doanh cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới, mức cao nhất kể từ năm 2011 trở lại đây. Đồng thời cũng có tới 60% doanh nghiệp FDI có kế hoạch tăng quy mô kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới. Năm đầu tàu kinh tế trong cả nước thì lần đầu tiên đã có mặt đông đủ trong cái nhóm 10 năm các cái địa phương dẫn đầu về chỉ số PCI. Điều đó cho thấy là các cái trung tâm kinh tế lớn đã chuyển động, và sự chuyển động của các cái trung tâm kinh tế lớn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cái tăng trưởng và phát triển của Việt Nam. Đánh giá về bản báo cáo năm nay, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Griton Brink khẳng định môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã tích cực hơn trước, nhất là thời gian cần thiết để hoàn tất các thủ tục cấp phép đầu tư đã cải thiện đáng kể. Những gánh nặng thủ tục giai đoạn hậu đăng ký đối với doanh nghiệp FDI như bảo hiểm xã hội, thuế, lao động cũng đã được giảm bớt so với những năm trước. Tôi muốn khẳng định rằng điểm nhấn môi trường kinh doanh tại các tỉnh thành nhìn chung, các chỉ số đều tăng lên. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh đến thành công đặc biệt của ba địa phương, đó là Đà Nẵng, Đồng Tháp và Quảng Ninh. Trước hết, tôi muốn nói rằng các kết quả của bản báo cáo PCI này thể hiện sự lạc quan về tương lai kinh tế của Việt Nam. Lý do thứ hai là vì sao các doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh? Vì đối với môi trường kinh doanh, họ quan tâm đến ba điều. Thứ nhất là độ ổn định, thứ hai là khả năng kiểm toán được, thứ ba là mức độ công khai của môi trường kinh doanh. Việc nâng cao chất lượng quản lý là giải pháp rất quan trọng để cải thiện hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nước, giúp gia tăng quy mô sản xuất kinh doanh, cũng như tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Từ đó góp phần quan trọng vào việc hình thành một đội ngũ doanh nghiệp trong nước thành công trên trường quốc tế.